Chú ơi, chú phải găm bi miền Tây em, chú con tặng chú hộp trái cây nè chú. Trời ơi, quá trời dễ thương luôn. Thì hôm nay mình và các học trò và có vài anh em thợ xăm cùng đi viếng cô Sáu ngoài công đảo các bạn. Cũng chuẩn bị tới lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 và cũng chuẩn bị là gầm tháng 7, nên là mình và học trò có đi viếng cô Sáu và các vị anh hùng liệt sĩ để cầu cho gia đình ai cũng sức khỏe dồi dào và công việc thuận lợi các bạn. Thì đợt này tôi có rủ anh Vũ Chùa Miên đi lễ cô Sáu với tôi. Thì đây cũng là lần đầu tiên anh Vũ đi máy bay các bạn. Lần đầu tiên anh đi máy bay nên là nguyên cái chuyến đi tôi ghẹo anh suốt luôn, mọi người anh chửi tôi hoài luôn. Đi máy bay hỏi em cái đời hay được không? Em mượn cái vé anh ơi. Ủa sao anh ngồi số 22 mà anh lên số 7 ngồi kìa? Mày mát tức gì không hay sao mày? Một đáp lại luôn anh, sinh hoạt luôn. Ra Côn Đảo mà không ăn cơm niêu là uổng lắm nha. Thì cái lúc này là mấy anh em đang ăn cơm niêu ở quán cây bàn, cái có thằng nhóc mới nói chú phải Lê Dương Thanh gombi miền Tây không, con idol chú lắm á nha, con tặng chú hộp trái cây nè. Ảnh trả tặng tôi hộp bưởi, cái tôi nói hộp bưởi nhiêu để tôi trả tiền nó chứ, đợi nít noi mày mua bán thì tội nghiệp muốn chết, chứ nghĩ sao mà lấy quà tặng của nó được, phải không mọi người? Ra ngoài Côn Đảo có thằng cu này tặng hộp bưởi thôi mọi người. Hộp bưởi nhiêu tiền? 40, trả tiền đi chứ tặng gì. Thôi trả tiền nè. Thôi tặng á, 40 trả 50 cho 50 luôn á. Rồi cảm ơn nha. Okay. Tặng hả? Tặng hộp khác đây là tặng hả? Thôi bán đi nè. Trời cảm ơn nha. Đi chơi thiện á. Ảnh trả tặng tôi hộp bưởi mà tôi thấy tội nghiệp quá, tôi trả tiền hộp bưởi xong cái ảnh trả phải tặng một hộp mận, tôi không chịu lấy, ảnh trả phải kêu tôi lấy, ảnh trả mới chịu. Đúng là biết chơi mọi người, nói chung là thằng nhóc này ra đời sớm á mọi người. Tôi quán tặng 10 con hào nha, một người một con. Đang ngồi ăn ăn xong cái chủ quán biết tôi rồi hay gì á, cái tặng tôi 10 con hào, nói khách này khách VIP nha. Rồi cảm ơn chủ quán cây bàn luôn. Mình sẽ quay hành trình đi Côn Đảo để cho những bạn nào mà muốn đi Côn Đảo á, để biết những quán ăn ngon, những chỗ mà mình viếng, những chỗ mình cúng như thế nào các bạn nha. Chuyến đi Côn Đảo lần này mình cầu chúc cho tất cả mọi người, anh em, bạn bè và tất cả các học trò đều bình an vô sự và sức khỏe dồi dào.